cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 100 km, Vũng Tàu là một miền biển xinh đẹp của miền Nam Việt Nam, nơi chứa đựng những nét đẹp dung dị mà ít vùng biển nào trong cả nước có được. Không hào nhoáng, tất bật, cũng không lãng đãng, tình yên. Vũng Tàu được người ta ví như cô gái đại dương, trải qua thời gian vẫn luôn giữ được cho mình nét đẹp thanh xuân, nhẹ nhàng, đáng mến. Với những điều nhỏ xíu như ẩm thực Vũng Tàu cũng khiến nhiều người ngây ngất khó quên. Bên cạnh những món ăn nổi tiếng, Vũng Tàu cũng đang được coi là một thủ phủ mới của nồi lẩu hải sản khổng lồ, giá trị với giá cả đặc biệt khó tin. Chỉ 299.000 đồng cho một nồi lẩu dành cho 5 đến 6 người ăn, hoặc 199.000 đồng cho một lẩu nhỏ từ 2 đến 4 người ăn. Một món lẩu không lạ, nhưng mới và có thật đang làm mưa làm gió tại thành phố biển xinh đẹp này. Cảm giác ăn á, cái nước lẩu á, nó chua chua, nó cay cay. Mà cái cay nó cũng vừa cái độ để ăn thôi. Nhưng mà thích, chẳng thích thú nhất ở đây là cái hải sản thôi. Nhưng là thức ăn của nó lúc nào nó cũng tươi ngon chân á. Lúc nãy mà chế lên con tôm tích đó, trời nó nhảy đành đạch luôn á. Mà nó nhảy ra ngoài luôn á. Còn con cá nó tươi, ăn một miếng đồ ăn vô nó ngon mà nó ngọt lắm. Mình ấn tượng với cái lẩu khổng lồ ở đây thì nó có hương vị chua và cay. Nó có rất là lạ. Và đặc biệt là nó là lẩu rất là lớn, mình có thể dắt gia đình và bạn bè để tới đây cùng ăn. Ăn nhiều loại lẩu nhưng mà mình thích nhất là lẩu khổng lồ, hải sản khổng lồ. Rất là đặc biệt, rất là ngon, không bị ngán, rồi có rất là nhiều rau. Là em thì lại sợ tăng cân nên em ăn cái lẩu này một phần là dùng cho đẹp da với lại là giảm cân. Lẩu khổng lồ này thì là thấy nó là vừa ăn là không cay. Nó chua chua mà ngọt, mà nếu mà cả gia đình cùng nhau đi ăn thì trong đây nó có đủ gia vị, bò nè, tôm nè, ghẹ rồi cả tôm tích nữa, rất là ngon. Nó cho bổ dưỡng kiểu như là các thành phần, như mình lớn tuổi thì cũng thích ăn cho nó tiêu hóa. Cái chỗ nơi khác thì thành giá nó cao như vậy, còn ăn ở đây là tại mặt hàng ở đây là mua tại Vũng Tàu mình, là ghe nó đánh bắt về là ngon. Được coi là món ăn thập cẩm có đầy đủ gia vị, nguyên liệu, thực phẩm hấp dẫn, mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, việc chọn nguyên vật liệu nấu lẩu thế nào cho đúng, việc nấu các bước như thế nào cho hợp lý thì không phải ai cũng nắm rõ để có thể cho ra lò một nồi lẩu thứ thiệt. Mình phải chuẩn bị nhất là đầu tôm này và một ít xương gà, và hầm với nước lèo khoảng độ 2 tiếng đồng hồ. Để gia vị thì gồm có là me, tương ớt, tương cà, muối, đường, tiêu, hạt nêm và một ít gia vị lẩu thái đặc biệt. Còn bên phần những đồ để mình nấu sốt thì còn có cà chua, hành, tắc, lá chanh, lá quế, sả và hành tím. Đó là về những cái cơ bản. Và có một chút xíu là nước mắm đặc biệt. Mỗi một loại nước mắm thì có một cái vị khác nhau nên mình hay sử dụng cái loại nước mắm này.
Còn bên đồ để ăn lẩu thì có loại rau, các loại rau về rau muống, bắp cải, cải thảo, bắp để tăng thêm cái mùi vị cho cái nước lẩu Thái của mình. Đồ thì ăn kèm thì cũng có đậu hũ, bạch tuộc, tôm, nghêu, ghẹ sống và tôm tích sống, cá bát sa. Về cái nồi lẩu, thứ nhất là cái thời gian hầm về đầu tôm và xương gà, sau đó là đến tiếp theo là cái lượng nước là mình phải cân và cái lượng gia vị là mình phải dùng cân hết. Cái cân để mà cân gia vị là cân dùng cho chuyên dụng để cân gia vị, không có được cân các loại thực phẩm khác thì sẽ đảm bảo cái sự chênh lệch sai số của mình nó sẽ không còn nữa. Tất cả khi mà nấu lên phải có cân đo đong đếm để nấu một nồi, ví dụ nồi 70 lít, 80 lít thì cần bao nhiêu gia vị để cho đảm bảo về chất lượng đồng đều, để đảm bảo cái mùi vị và cái vị chung của mình là cái vị là Trung Hòa Bắc Trung Nam. Người Bắc ăn được, người Trung ăn được, người Nam ăn được. Đó là những cái mà đặc điểm về cái riêng của cái hệ thống của mình. Từ cuối năm 2016, trào lưu đi ăn lẩu khổng lồ nổi lên như một hiện tượng. Bên cạnh sự thích thú trước kích cỡ khủng của nồi lẩu hải sản với nhiều rau, gia vị và đặc biệt là đa dạng các loại hải sản tươi ngon, thì không ít người tìm tới món ăn này bởi giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại. Thế nhưng, khác với hình ảnh được quảng cáo, hình ảnh thực tế của nhiều nồi lẩu trong số đó không khỏi khiến người dùng thất vọng. Nhất cái lẩu khổng lồ của mình có đặc điểm là ngon, bổ, rẻ. Có nhiều các loại sản vật, sản phẩm có ở Vũng Tàu. Ví dụ như là tôm tích là rất là tươi ngon thì chỉ có ở Vũng Tàu mới có, còn các địa phương khác trong cả nước thì không có. Mình có tham khảo các nhiều đầu bếp ở Hà Nội, Sài Gòn, Hồ Tràm với ở kể cả Vĩnh Phúc quê mình luôn, thì cũng có rất nhiều tên. Ví dụ như ở Vĩnh Phúc thì có tên là lẩu Tiến Vua, ở Sài Gòn và Hà Nội thì có là lẩu là có thể gọi là lẩu Cung Đình hoặc là lẩu Khổng Lồ. Nhưng mà cái giá thành vì ở những cái chỗ đó thì họ cho những cái có thể tôm hùm Alaska ghẹ loại lớn, còn mình sử dụng cái loại ghẹ loại nhỏ để phù hợp với cái quán nhậu của mình, cho nó phù hợp với cái túi tiền. Cái giá 299.000 này là giá niêm yết của cái lẩu khổng lồ La Cà, và cái giá này sẽ không lên, và cái chất lượng thức ăn hải sản vẫn như nhau, và trong vòng dịp Tết, dịp lễ vẫn như vậy, và cái chất lượng cũng không thay đổi. Ở nhà có vựa hải sản nên là cái nguồn gốc á, mình giống như là nhập từ tận gốc nên là được cái giá thành nó tốt hơn và hải sản nó tươi sống hơn. Nhiều người thích và có thói quen ăn lẩu, nhưng không phải ai cũng hiểu rằng với món ăn này thì chúng ta không nên ngồi ăn lâu quá 2 tiếng, vì ăn quá lâu sẽ dễ khiến hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao, dạ dày, đường ruột liên tục làm việc, dễ dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, cũng cần ăn chín, uống sôi, nhất là khi các nguyên liệu nấu lẩu đa phần là các thực phẩm tươi sống.
nên ăn nhiều các loại rau củ quả có trong lẩu, vừa tốt cho dạ dày, lại giúp điều hòa thân nhiệt. Bạn cũng nên ăn lẩu kèm thêm cơm, sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể hơn. Vị cay nồng, đậm đà có trong lẩu luôn khiến thực khách bị kích thích khi ăn. Nhưng với những người mắc các căn bệnh về tiểu đường hay cao huyết áp, mỡ máu, phong thấp, thì theo lời khuyên của các chuyên gia, nên ít ăn hoặc không nên ăn lẩu có quá nhiều đạm mỡ. Giữa cái nóng ban ngày và những cơn gió mát lạnh ùa về, mỗi khi trời chiều trở về tối, cứ cách tuần lại được ngồi cùng nhau bên một nồi lẩu khổng lồ với nhiều màu sắc bắt mắt của những loại bắp, rau xanh, bạch tuộc, tôm tích, tôm nhỏ, cá viên, thịt bò, cá lát, cua ghẹ, thưởng thức vị tươi của hải sản miền biển và xì xụp vị nước dùng chua cay đậm đà. Bữa ăn của bạn cùng gia đình hay bạn bè trong chuyến du lịch thành phố biển Vũng Tàu chắc chắn sẽ thêm phần trọn vẹn và tuyệt vời hơn nữa.